tên là Hồ Quốc Trung. Hiện nay thì em đang học tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu, thành phố Sóc Trăng. Và em học lớp 12. Em vừa nhận được visa du học Úc và cảm giác của em thì rất là vui vì có thể thực hiện được giấc mơ du học của mình. Em có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn là nếu các bạn muốn đi du học thì cứ mạnh dạn mà làm hồ sơ và chuẩn bị thật kỹ, thật tốt cái giấy tờ để có thể hoàn chỉnh bộ hồ sơ của mình để tỷ lệ đạt visa cao. Em chọn Úc đi du học là vì Úc là một đất nước rất là phát triển và có khí hậu thì gần giống với Việt Nam nên em có thể thích nghi được khi học tại Úc. Và giáo dục của Úc thì rất là phát triển và có thể nói là đứng đầu thế giới. Khi qua Úc thì em sẽ học chương trình dự bị cao đẳng và đại học tại trường Deakin University. Em sẽ học ngành quản lý tại trường Deakin. Trong quá trình làm hồ sơ thì em cảm thấy hồ sơ của em khó khăn là ở chỗ là em từng nghỉ học một năm, nhưng điều đó thì không có ảnh hưởng nhiều đến hồ sơ nên hồ sơ của em đã được duyệt để có thể đậu visa. Và em cũng có thiếu một số hồ sơ nhưng các anh chị ở công ty Tân Đại Dương đã giúp đỡ em để có thể hoàn chỉnh bộ hồ sơ của mình để có một bộ hồ sơ tốt nhất để nộp cho lãnh sự. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì em cảm thấy chị làm hồ sơ cho em, đó là chị Hương, thì rất là nhiệt tình giúp đỡ em hoàn chỉnh từng chi tiết của từng bộ hồ sơ để có thể hoàn chỉnh bộ hồ sơ một cách tốt nhất. Bây giờ có visa thì em có lời khuyên là nếu các bạn muốn đi du học mà còn những khó khăn thì nên đến Tân Đại Dương để có thể được các anh chị giúp đỡ một cách tận tình nhất để có thể thực hiện ước mơ của mình. Em chúc cho các bạn đang làm visa hoặc là chuẩn bị làm hồ sơ du học của mình sẽ có thể đạt được mong muốn của đi du học của mình.